Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian, một dòng xe đạp thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng và quen thuộc trên toàn thế giới, và đặc biệt là tại thị trường Việt Nam thì cái thương hiệu này nó rất là tốt và được sử dụng rất là nhiều, một thương hiệu gần như gọi là quốc dân trong dòng xe đạp thể thao tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu Gian với công nghệ nhôm Alu-X, thì cái công nghệ nhôm này đã giúp Gian nó có cái đạt được cái thành tựu là xe đạp sản xuất khung nhôm tốt nhất thế giới bởi công nghệ nhôm Alu-X. Thì trên chiếc xe này có được sử dụng cái công nghệ nhôm đó, và xe là 27.5 inch, toàn bộ đồ chuyển động là Shimano Atut, và cái mức giá đang bán thực hàng chỉ có là 7.900.000, một cái mức giá rất là rẻ, phù hợp cho các bác mà đang tìm kiếm một chiếc xe đạp bình thường, không gọi là quan trọng về cấu hình để độ hội nhóm, chỉ để thể dục bình thường, thì đây là một chiếc xe mà nó đáp ứng đủ những cái nhu cầu cho một người dùng xe đạp cơ bản. Đây, xe sử dụng full bộ Shimano Atut. Bộ đồ này thì nó cũng tương đối là ngon trong dòng địa hình rồi. Đồ Shimano, đồ Nhật. Full hết Atut size M, thì lát nữa em sẽ đo size sau. Khung nhôm, công nghệ nhôm Alu-X. Khung 27.5 tương ứng với cặp vành bánh 27.5. Mây ư vành bánh nguyên bản hết. Nguyên bản hết của Gian luôn, chính hãng. Bộ lip 9 tầng, 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông của chiếc xe thì được trang bị tay bấm Atut. Tay bấm đời cũng khá là mới, bộ group chuyển động này đời khá là mới. Atut phanh dầu Shimano hai bên, và chủ cũ người ta đã thay thế những cái con ốc ở đây là ốc mạ titan này, chống han rỉ rất là đẹp. Giảm sóc dầu theo xe. Bê đan chủ cũ người ta cũng để lại cho xe luôn, một cái bê đan bi vòng. Sử dụng cái đôi bê đan bi vòng người đạp rất là sướng chân các bác nhé, nhẹ chân mà rất là mượt. Bây giờ sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe là size M, size trung bình dành cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75, đi là phù hợp. Động vẫn cực kỳ là mượt mà luôn các bác nhìn trên hình, xuống rất nhẹ nhàng êm ái. Thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.